Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống tăng với tỷ lệ tăng nhẹ là 0,03%, đứng quanh vùng giá 2018 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 104,36 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 51.680 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,301% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 79,55 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới ít biến động, một phần do các sàn giao dịch tập trung ở Mỹ đóng cửa nghỉ lễ tổng thống vào ngày hôm qua. Theo giới chuyên gia, giá vàng đang đương đầu với áp lực giảm từ khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn. Nhưng mặt khác, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, nhân tố kích thích nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Xét tới những diễn biến địa chính trị gần đây, căng thẳng ở Trung Đông có thể còn kéo dài. Vàng bởi vậy mà đang lấy lại được một phần sức hấp dẫn thông qua vai trò kênh đầu tư an toàn, nhà phân tích Jerome Rong của công ty LG nhận định với hãng tin Reuters. Vào cuối tuần vừa rồi, một tàu chở hàng mang cờ Anh đã bị tấn công ở eo biển Ba An Madat ngoài khơi Yemen. Nhà chức trách Anh nói rằng thủy thủ đoàn của con tàu đã phải bỏ tàu sau khi xảy ra vụ nổ. Theo nhà phân tích kỹ thuật quang tao của hãng tin Reuters, giá vàng giao ngay có thể chuyển sang một phạm vi mới từ 2027 cho đến 2031 đô la Mỹ trên một ounce sau khi mà thoát khỏi xu thế giảm gần đây. Tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường vàng đã được cải thiện ít nhiều khi mà thị trường vàng Trung Quốc giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Dù vậy thì khả năng Fed phải đến tháng 6 mới giảm lãi suất đang gây sức ép mất giá lên vàng. Sự chú ý của thị trường đang hướng tới biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed dự kiến công bố vào thứ tư tuần này. Nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tìm được trong biên bản này những tín hiệu rõ nét hơn về chủ trương chính sách tiền tệ của Fed. Bất kỳ tín hiệu cứng rắn nào cũng có thể dẫn tới mối lo lãi suất được giữ cao hơn trong thời gian lâu hơn và điều đó sẽ không có lợi cho vàng, theo ông Rung Đông nói. Theo dữ liệu từ công cụ Fed Watch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đã đặt cược khả năng có 77% Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 6, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 3 hầu như không còn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước tiếp tục tăng ở chiều mua còn giảm ở chiều bán, còn mặt hàng vàng nhận bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục suy giảm nhẹ. Nhìn chung thì những ai mua vàng ở thời điểm này sẽ rẻ hơn so với thời điểm ngày vía thần tài. Nhưng chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn duy trì ở mức cao, do đó mà người dân vẫn trong tình trạng thua lỗ. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 75,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,02 triệu đồng trên lượng, tăng tới 700.000 đồng trên lượng mua vào, nhưng chiều bán ra không có điều chỉnh. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang dao động trong khoảng hơn 2.300.000 đồng trên lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 75,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78 triệu đồng trên một lượng, tăng 700.000 đồng trên lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 75,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,70 triệu đồng trên lượng, tăng 500.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Còn đối với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, phiên này tiếp tục giảm, mua vào mức 63,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,50 triệu đồng trên lượng, giảm nhẹ 100.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 200.000 đồng trên lượng bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bù số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhận bù số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 63,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,60 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 100.000 đồng trên lượng mua vào, 200.000 đồng trên lượng tại chỉ bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 24.330 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.700 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.970 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.070 đồng trên một đô la Mỹ. Hiện tại thì không có điều chỉnh sau khi tăng 70 đồng trên đô la Mỹ ở cả hai chiều trong phiên sáng nay. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.570.000, bán ra 7.800.000. Tăng 700.000 đồng trên lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi, hay là tăng 70.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi nào. Trên lệch giữa hai chiều mua vào chiều bán ra vẫn đứng ở mức rất cao, 2.300.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.570.000, bán ra 7.802.000. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.550.000, bán ra 7.770.000, tăng 50.000 ở chiều mua, giảm 25.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.565.000, bán ra 7.795.000, tăng tới 75.000 ở chiều mua nhưng chỉ tăng 5.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 7.520.000, bán ra 7.800.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.545.000, bán ra 7.790.000, tăng 20.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. My Hồng SJC mua vào 7.620.000, bán ra 7.720.000, tăng 40.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.520.000, bán ra 7.720.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Tây Bank Gold mua vào 7.565.000, bán ra 7.795.000, tăng 75.000 ở chiều mua, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.540.000, bán ra 7.772.000, tăng 40.000 ở chiều mua, giảm 30.000 ở chiều bán. Đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, thời điểm này tăng 700.000 đồng trên lượng mua vào, chiều bán ra không có điều chỉnh. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra vẫn đang neo ở mức cao ở khoảng 2.300.000 cho đến 2.360.000 đồng trên lượng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.570.000, bán ra 7.802.000. STC Huế mua vào 7.567.000, bán ra 7.802.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.570.000, bán ra 7.800.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.570.000, bán ra 7.802.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.568.000, bán ra 7.802.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại trong số giảm trong khoảng từ 84 đến 200.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 8.400 đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.320.000, bán ra 6.450.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.320.000, bán ra 6.460.000. Giảm 10.000 ở chiều mua, 20.000 ở chiều bán. Vàng 4 số 9 mua vào 6.290.000, bán ra 6.410.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 6.196.5.000, bán ra 6.346.5.000. Vàng 18K mua vào 4.623.000, bán ra 4.823.000. Vàng 14K mua vào 3.552.4.000, bán ra 3.752.4.000. Vàng 10K mua vào 2.488.2.000, bán ra 2.688.2.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.